Rồi chào bác nha, hôm nay vào con Cua Tang là 4508D nha bác. Máy về Kiên Giang nha. Này đang bảo dưỡng nha. 4508D. Dòng máy cài Cua Ta đời mới nha. Vỏ sao còn quá đẹp luôn các bác ơi. Này. Máy về Kiên Giang trăm ngày luôn, đang bảo dưỡng cho bác chủ. Này đang câu đèn nha bác. Câu đèn với hai nhớt, hai lực dầu đồ cho bác chủ. Này. Này ông bác nha. Này, một cặp dây chằng mới. Rất là đẹp luôn. 4508D, máy về Kiên Giang trong ngày. Đang xả bỏ nhớt cũ ra nha, hai nhớt mới cho bác chủ. Bác chủ này. Đây. 4508DI, dòng máy cài Cuvota đời mới nha. Dòng máy này về cửa hàng em còn rất là nhiều luôn để cho các bác lựa chọn này này. Cửa hàng em còn rất là nhiều luôn. Để các bác lựa chọn nha. Này, 4508 nữa này. Này còn nữa này. Bên này hai con nữa nè. Rất là nhiều 4508 luôn để cho các bác lựa chọn. Con này về Kiên Giang nha. Về trong ngày luôn. Đang bảo dưỡng. Rồi, bảo dưỡng xong hết nha các bác. Lên xe. Chạy ra lên xe nha, quá là bóng luôn các bác ơi. Đầu đèn này rất là đẹp luôn nha. Máy về Kiên Giang nha các bác. Về Kiên Giang trong ngày luôn. Cua Tang là 4508D nha các bác. Và máy Cua Tang đời mới nha. Hai cặp tay lái trợ lực nha. Cửa hàng em gì còn 4508D này rất là nhiều luôn nha các bác. Cửa hàng từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha các bác. Máy quá đẹp luôn các bác ơi. Đầu đèn nè, rất là sáng luôn. Quá là đẹp rồi. 4508D. Máy quá đẹp các bác ơi. Máy này đã bảo dưỡng xong hết cho bác chủ nha các bác. Này cái mùi che nắng của em nó này rất là đẹp luôn. Các bác nào có cần dùng máy này thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Máy rất là đẹp luôn, đã bảo dưỡng sơn hết là cho bác chủ anh này. Sau đồ sơn lại cho bác chủ anh nha, bắt kiếm dây chằng vô đàng hoàng hết rồi. Này, một cặp dây chằng mới nha các bác. Vỏ sau này rất là đẹp luôn, vỏ sau của em nó đi là 13.6/26 nha, vỏ trước là 8/18 nha. Xe rất là đẹp luôn. Này, cửa hàng của em nha. Cửa hàng 50 cơ Hưng Phát nha bác. Địa chỉ ấp Long Thành A, xã Hậu, huyện Dung tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 0338955972 nha bác. Lên xe và trong ngày chú chủ luôn. Quá đẹp luôn các bác ơi. Dòng máy Cua Tang là 4508D nha. Dòng máy này cửa hàng em còn rất là nhiều luôn nha bác, cho bác lựa chọn. Rồi lên xe, chúng chủ về làm phát tài nha. Máy cài Cua Tang là 4508D nha bác. Về Kiên Giang nha, về Kiên Giang trong ngày luôn. Máy rất là đẹp luôn các bác ơi. Này ông bác nha, này này này, ông bác này lên xe máy trực tiếp luôn.
rất là mau gọn lẹ luôn nha, phục vụ cho máy rất là mau gọn lẹ luôn. Các bác nào có cần dòng máy này gì hãy liên hệ trực tiếp nha. Cửa hàng em từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha bác, Kubota và Yanma. Này ông bác nha. Này. Ơi tao. Này. Ông bác rất là vui luôn nha. Rất là vui vẻ luôn. Về trong ngày cho ông bác luôn, về Kiên Giang nha.